Đi mày, mày có cái gì chưa? Có rồi ạ. Bao lâu rồi? Khoảng 20 phút ạ. Thế khi mà đập cửa vào thì là lúc này là đang như thế nào? Mẹ rồi. Thưa cô, là lúc trước lúc đấy cứ mở cửa ra thấy cô là vào được 20 phút và đến chào cổ là được khoảng gần 1 tiếng. Một tiếng khi ăn uống cũng 30 phút, còn 20 phút đi vào đấy thôi, sau là xong ra gặp các cô luôn. Nghĩa là bọn tao vào là chúng mày đã chén xong rồi đúng không? Vâng, chưa được 20 phút ạ, khoảng 15 phút rồi ạ. Thế là to đòn này đấy. Thế là xong rồi đấy đúng không? To đòn này đấy. Đã xong rồi chứ chưa phải là bị mày à mày nói sai bố mình chi chết con mày. Cháu không dám, bây giờ cháu nói thật đấy cho cô, cháu không dám nói sai nữa đâu ạ, cháu nói thật luôn ạ. Không, cô cứ thử hỏi nhà nghỉ đấy vào bao nhiêu phút rồi bọn nó sẽ biết ạ. Nó đưa cho mày bao nhiêu tiền? Chưa, không có đưa, không, chưa hôm nay chưa đưa. Thế nó hứa cho 10 triệu ạ? Cho 10 triệu ạ. Thế bây giờ nó chưa đưa, hóa ra làm chặn. Không phải, vừa mới xong chưa ra thì gặp các cô chứ. Nếu mà ra thì chắc là cũng đưa, nhưng mà chưa có đưa cho cháu đây. Trong ví cháu không có tiền ạ. Trong ví cháu thì có mấy trăm cho mang từ Hà Nội. Thế bây giờ cần cần gọi nó để lấy 10 triệu không? Cháu không dám ạ. Hay là tao bảo chồng tao đưa nhá. Cháu không dám. Hay là tao ra tao lấy tiền tao đưa cho mày. Cháu không dám đâu ạ. Thế sao có kiểu ngủ không được? Cháu không dám đâu ạ. Thằng đéo có chuyện ngủ không nhỉ? Tao nghe lắm vô lý nhỉ? Hay tao ra tao lấy tiền cho mày về cho nó phải đạo. Cháu không dám ạ. Chồng tao được sướng mà. Cháu không dám.